Đây là hành động xấu của loài chim tu hú. Chim tu hú đẻ nhờ vào trong ổ của loài chim khác. Để không bị phát hiện, chim cu mẹ cũng sẽ lấy đi một trong những quả trứng từ nhà chủ. Nhìn nó trông nhỏ con và còn nở sau chim chủ nhà vài ngày. Tuy nhiên nó có thói danh ma từ khi còn đỏ hỏn, trông nó như chiếc máy ủi từ từ đẩy đứa con chủ nhà ra khỏi tổ. Con chim chủ nhà sợ hãi đến mức hét toáng lên kêu cứu. Tuy nhiên lúc này chim mẹ đang đi kiếm ăn xa tổ, nó đành bất lực. Mặc dù kích thước cơ thể của nó lớn hơn nhiều so với con chim tu hú, và nó cũng không biết cách chống cự, chỉ biết kêu oai oái. Và chú chim đã nỗ lực hết mình vì sự phát triển của chính mình. Nó dồn hết tất cả sức mạnh của nó, đẩy con chủ nhà lên từng chút một. Mặc dù hành vi của nó rất vô đạo đức, nhưng khi con cái của chủ nhà lớn lên, mẹ chủ nhà sẽ có thể nhận ra rằng những chú chim tu hú khác với con của mình, để nó có thể tồn tại tốt hơn cho chính nó. Vì thế buộc nó phải làm điều đó. Từ trong vô thức, chắc nó không muốn làm điều đó. Tuy nhiên để đánh đổi trong sự tồn tại sự sống, buộc nó phải làm điều đó từ khi nó vừa nở ra. Nó đã đẩy con chim con nặng gấp đôi trọng lượng của nó đến rìa tổ. Chim chủ nhà vẫn không thể kháng cự, nhưng vào thời điểm này có một chút khó khăn đối với nó. Những cành cây rải rác bên cạnh tổ vừa che chắn cho con chủ nhà. Nhưng chim tu hú vẫn không bỏ cuộc, nó tiếp tục sử dụng hết sức mạnh của mình, tiếp tục đẩy con chim chủ nhà, quả là cuộc chiến tàn khốc. Nó nắm chặt những cành nhỏ cạnh tổ, lấy hết sức hất con chim chủ nhà lên lưng mình và tiếp tục đẩy. Nhưng hình như lần này nó đã bị thất bại, có lẽ do dùng sức quá nhiều, nó đã vô tình bị cuốn theo con chim chủ nhà. Tình thế không khả quan, nó cũng bị rơi khỏi tổ. May mắn chân nó vẫn còn bám chặt cái tổ, nó có nguy cơ không kém con chim chủ nhà. Nó rung lên một lúc rồi dần dần bình tĩnh lại, như đang giải lao. Vậy nó có thoát được kiếp nạn này? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Chúc các bạn sức khỏe và bình an.